Channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề vô cùng thân thuộc với các bạn, đó chính là chủ đề về sức khỏe. Các bạn thân mến, khi mà các bạn thấy bạn bè hay người thân bị ốm thì chúng ta sẽ hỏi han họ bằng tiếng Anh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng học với cô sau đây nhé. Đầu tiên, các bạn có thể hỏi là Are you sick? Bạn bị ốm à? Are you sick? Thứ hai, đó là What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Có chuyện gì xảy ra với bạn à? Hoặc các bạn có thể dùng đó là You look a little pale. You look a little pale. Nghĩa là trông bạn có vẻ xanh xao nhợt nhạt. Vậy nếu như các bạn bị ốm, bị mệt thì bạn sẽ diễn tả như thế nào? Bạn có thể sử dụng những cấu trúc sau nhé. Cấu trúc đầu tiên đó là I don't feel very well. I don't feel very well. Tôi không được khỏe. Câu thứ hai, I have a headache. I have a headache. Có nghĩa là tôi bị đau đầu. Một câu thứ ba có thể dùng đó là I have a terrible flu. I have a terrible flu. Tôi bị cảm nặng. Tôi bị cảm nặng. Hoặc các bạn có thể sử dụng một câu I suffer from cough. I suffer from cough. Nghĩa là tôi bị ho. Hay đơn giản bạn chỉ cần nói là I have a pain in my back. I have a pain in my back. Có nghĩa là tôi bị đau lưng. I have a pain in. Và sau đó là chỗ bạn bị đau nhá. Còn bây giờ mình sẽ cung cấp cho bạn những từ mới về các căn bệnh mà chúng ta hay biết tới nhá. Headache có nghĩa là đau đầu. Earache có nghĩa là đau tai. Toothache có nghĩa là đau, đó chính là đau răng. Sore throat là đau họng. Cuối cùng là food poisoning có nghĩa là ngộ độc thực phẩm. Ôi, mình chỉ muốn là các bạn sẽ luôn khỏe mạnh và không chịu bất cứ một bệnh gì mà mình vừa kể trên đâu. Vì thế mà các bạn hãy luôn giữ gìn sức khỏe và mạnh khỏe nhá. Ok, take care of yourself and stay strong. And see you the next time. Goodbye.